Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu như là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 ạ, hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 9 tháng 12 năm 2023. Thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng em có về mới rất là nhiều những cái dòng hàng lan đang nụ, những cái mặt hàng kg ạ, và rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần đẹp, những cái giỏ lan đang nụ rất là chuẩn hoa Tết mà với giá cực kỳ là rẻ luôn, để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng ạ. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo ạ. Và cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có nhé. Đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái cây kiều vàng, cô chú anh chị nhìn cho em ạ, hàng cắt tỉa cực kỳ là mướt luôn. Và đây là hàng 100% là hàng rừng cô chú anh chị nhé, mà cắt tỉa rất là cẩn thận kỹ càng như thế này. Những cây lan rừng thì bao giờ cũng rất là khỏe ạ. Và cái dòng lan kiều vuông kiều vàng này thì chắc chắn là sẽ hứa hẹn cho cô chú anh chị những cái chùm hoa cực kỳ là xuất sắc vào mùa xuân. Giá đây em đang bán là 170.000 cho 1 kg thôi ạ. Nửa kg là cô chú anh chị có giỏ lan đẹp xuất sắc rồi. Và sang bên này đây thì đây là dòng lan Long Tu Xuân, một trong những cái dòng lan mà cô chú anh chị biết rồi, dễ thuần dễ chăm nhất trong tất cả những cái dòng hoa lan, và cũng có thể nói rằng là sai bông nhất trong tất cả những cái dòng hoa lan. Đã, cô chú anh chị có thể thấy đây, hàng bây giờ cây đã đứng hết ngọn, rừng phát triển và để chuẩn bị tích dưỡng chất để cho một mùa hoa rực rỡ nhất ở mùa xuân của chú anh chị nhé, cũng như là đang đợi chờ một mùa mầm mới tuyệt vời ở mùa xuân đấy ạ. Đó, hàng rất là đẹp luôn, cây không quá dài và không quá ngắn, mùa mầm thì chưa lên, nụ thì chưa bật, chính vì vậy mà cái thời điểm quá là đẹp để cô chú anh chị có thể sưu tầm những cây Long Tu Xuân này cho sân vườn của nhà mình ạ. 180.000 cho 1 kg cái dòng Long Tu Xuân thôi. Đó, một nửa kg là 90.000, cô chú anh chị có những cái suối hoa Long Tu Xuân đẹp mê rồi ạ. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan ngọc thạch ba màu, và đây là cái dòng lan ngọc thạch ba màu Bắc nhé cô chú anh chị nhé. Có những cái rề lan mà vừa tầm ghép rất là xinh, những cái rề như thế này này cô chú anh chị về ghép sau này nở hoa là xinh đẹp vô cùng luôn đấy ạ. Giá đây em đang để giá có 130.000 cho 1 kg thôi, và hàng ngọc thạch ba màu Bắc nên cô chú anh chị có thể nhìn thấy là thân mập nụ và hàng sẽ chuẩn ba màu sắc tuyệt vời cô chú anh chị nhé. Và đặc biệt ạ, một cái lô hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh, một cái dòng hàng mà 100% thân tơ này cô chú chị này, hàng về đẹp mê mẩn luôn, với những cái thân mà có rất là nhiều những cái thân mập dài đó cô chú chị nhìn thấy này, sai bông mà với những cái thân to mập dài như thế này, chắc chắn là sẽ cho cô chú chị những cái thân hoa gọi là đẹp xuất sắc cô chú chị nhá, tuyệt vời luôn ạ. Đó, nụ hoa chi chít này, nụ chưa quá lớn để mà vận chuyển đóng gói có thể bị hỏng nụ, nên là cô chú anh chị sẽ được thưởng thức một mùa hoa trọn vẹn và những cái mùa mầm gốc mới rất là tuyệt vời như thế này này cô chú anh chị. Và cái dòng lan hoàng thảo u lồi, hoàng thảo ngũ tinh hôm nay thì em vẫn giữ nguyên giá cho cô chú anh chị mình, đó là 240.000 cho 1 kg thôi. Cô chú anh chị lấy 1 kg là có một cái giò lan là hơn 200.000 thôi ạ. Cô chú anh chị có một cái giò lan u lồi dòng đẹp mê để cô chú anh chị trưng trong những ngày Tết đến xuân về rồi, quá là tuyệt vời. Đó, một cái giò lan rừng vừa đẹp vừa bền hoa, sắc hoa cực kỳ là rực rỡ luôn nhé cô chú anh chị nhé. Một cái lô u lồi về phải nói là đẹp mê luôn. Đó, thì cái hàng này chắc là em sẽ phải bán ít nhất là từ 0,5 kg, bởi vì hàng thân rất là to mập và dài. Cũng có những cái hàng nó ngắn hơn một chiếc xíu, nên là cô chú anh chị nào mà lấy hàng lượng hàng ít hơn tầm 0,5 kg thì em có thể lấy cho cô chú anh chị hàng nó ngắn hơn, lấy những cái cô chú anh chị lấy lượng 1 kg thì em sẽ có thể chọn cho hàng dài hơn để cân đối cô chú anh chị có những thân hoa đẹp để mà thưởng thức hoa Tết ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là cái dòng lan hỏa hoàng cam.
Em báo giá rẻ nhất cả thị trường cho cô chú ý chị mình. Cái dòng hoa mà với những cái vòng dòng hoa vươn cao và sắc hoa cam lửa rất là tuyệt vời luôn đấy ạ. Cái dòng hỏa hoàng cam này em đang để giá 280.000 trong 1 kg. Em đã bán ngay từ 0,2 kg rồi cô chú ý chị nhé. Với 0,2 là cô chú ý chị có dòng hỏa hoàng cam rất là xinh đẹp để mà thưởng thức hoa xuân rồi đấy ạ. Sang bên này đây thì cô chú anh chị có thể nhìn cho em ạ, một cái lô kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng này. Đó, hàng về tươi roi rói và rất là đẹp như thế này. Em đang bán với giá chỉ có 320.000 cho 1 kg thôi. Nói chung là cái thời điểm sưu tầm hợp lý nhất về giá cũng như là có thể thưởng thức một mùa hoa xuân đẹp nhất cho dòng kiều tím này. 320.000 trong 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Cái hàng này thì càng về gần đến mùa nụ thì giá nó càng lại càng đội lên ạ. Hoặc cô chú anh chị mình cũng có thể chọn hàng theo hình ở đây cho em. Mua theo hàng cân cũng được hoặc chọn theo hình này cũng được cô chú anh chị nhé. Thì ở đây em đang có cái hình này này. Hình này em gọi là cái hình số hình này gọi là cái hình số 15, em đi hình số 15. Chỗ này là nguyên hai dề ạ. Mập nú luôn như thế này cô chú anh chị này. Và hai dề này em đang bán chỉ có giá 160.000 thôi cô chú anh chị ạ. Đó, hai dề rất là đẹp luôn, với cô chú anh chị làm một cái chậu kiều tím với những cái thân to mập nú đẹp như thế này có 160.000 đấy ạ. Hình tiếp theo là hình số 2. Quá là đẹp luôn cái lô này. 160.000 quá rẻ bèo luôn. Nay mà không bán được là mai em sẽ phải ít nhất phải nâng lên 180. Em lỡ báo rồi nên em vẫn để giá 160 này. Hình tiếp theo là hình số 16 đấy ạ. Một hình 16 170.000 cho lô này nhá cô chú anh chị nhá. Chả hiểu sao luôn, hai cái dề to đẹp như thế này. Và sang hình bên này sẽ là hình số 16 170.000 ạ. Và hình số 17 160.000 là một cái lô rất nhiều như thế này. Đó, một lô rất nhiều như này 160. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 18, chỗ này là đây, cũng cả một lô như thế này. Với giá chỉ có 160.000 thôi. Và hình số 19 ạ. Hình số 19 là 150.000, nguyên một dề xinh đẹp nhá. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 20, cũng là 150.000 thôi. À, những cái mắt nụ sưng rất là lớn rồi cô chú anh chị nhìn thấy này. Đó, chuẩn bị trồi nụ hẳn ra luôn đấy nhá cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị sưu tầm cái mùa ghép đẹp nhất ạ. 150.000 thôi. Và cái hình tiếp theo sẽ là hình số 21, cũng với giá 150.000, nguyên một dề. Cũng là hàng nguyên một dề đấy ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cây đai châu hay còn gọi là nghinh xuân. Ngọc điểm đây cô chú anh chị. Có lẽ là những anh chị nào chơi lan chắc là không thể thiếu những cây đai châu trong sân vườn đúng không ạ? Hoa vừa thơm vừa đẹp và bền hoa. À, và nở đúng vào thời điểm Tết luôn, cây đang nụ. Cây đang nhú nụ cô chú anh chị nhá. 1 kg đai châu này em đang để giá có 200.000 1 kg thôi ạ. Và số cây sẽ rơi khoảng tầm 1 cho đến 3 cây. À, cô chú anh chị lấy giúp em khoảng tầm 2 kg chỉ rơi có 400.000. À, cô chú anh chị có những trụ lan quá là mê để mà thưởng thức hoa luôn ạ. Hoặc cô chú anh chị mình có thể chọn theo hình ở đây cho em này cô chú anh chị này. Hình này em gọi là cái hình số 1 ạ. Một cái cây đai châu như vậy này. Mua theo hàng cân hoặc mua theo hình này đều được nhá. 1 kg cái hình số 1 này 120.000 ạ. Là một cây rất là to bự. Hình số 2 cũng là 120.000. Và hình số 3 là một lô hẳn 3 cây luôn. Em đang để giá là 150.000. Và hình tiếp theo là số 4 này ạ. Số 4 120.000 là một cây rất là to. Hình số 5 là một cây rơi như rất nhiều cặp lá như vậy. Giá đây đang là 130.000 thôi ạ. Và bên này cô chú anh chị mình cũng có thể chọn ngay những cái cây đai châu Thái, hàng đẹp mê, lẻ còn thậm chí rẻ hơn cả giá sỉ luôn. Hàng châu rừng, châu Thái thuần đẹp mà thậm chí còn cảm giác rẻ hơn cả cái hàng rừng nữa luôn cô chú anh chị này. Một chậu lan một cặp đôi đẹp như thế này. Gồm có 2 cây cô chú anh chị nhé. Một cặp đôi 2 cây. Mỗi một cây thì cô chú anh chị nhìn cây rất là to luôn rồi đúng không ạ? Đủ những cái màu sắc rất là tuyệt vời như thế này cô chú anh chị. Và giá chỉ có 180.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. Quá là đẹp luôn cho những cái chậu đai châu này. Hàng trồng sẵn trong cái chậu gỗ như thế này về cô chú anh chị có thể treo lên chờ thưởng ngắm lá cũng như thưởng thức hoa thôi ạ. Rất là đẹp luôn. Đó, hoặc cô chú anh chị mình cũng có thể chọn theo hình ở đây cho em. Hình này em gọi là cái hình số 14 này cô chú anh chị này, 180 này. Hình số 15 ạ. Cô chú anh chị có thể chọn ngay theo hình này. Hình số 15 cũng 180.000 đây cô chú anh chị, quá đẹp đúng không ạ? Và hình số 16 cũng là 180.000 ạ. Hình số 17 180.000. Và hình số 18 cũng là 180.000 đấy ạ. Và hoặc cô chú anh chị mình cũng có thể chọn ở đây thì em đang có những cái hình này là cái hình cũng là hình châu Thái nhưng mà nó là hàng cây đơn này cô chú anh chị này. Hình này em gọi là cái hình số 9 đấy ạ.
to bự chảng rất nhiều cặp lá như thế này. Cho cô chú anh chị đang cần tìm những cây mà nhiều cặp lá đấy, hình 19. Em bán là 170.000 thôi cô chú anh chị. Và hình tiếp theo 20 có 150.000 thôi này cô chú anh chị này, rất nhiều cặp lá luôn, ngắm một mùa hoa thì cũng đã mắt ạ. Hình số 7 170.000 đây cô chú anh chị. 170, cây rất là to, nhiều cặp lá như này. Và sang hình số 16 ạ, 170.000. Đó, 170.000 đẹp chưa ạ? Cô chú anh chị nhìn ạ, rất là tuyệt vời luôn. Sang bên này đây ạ, là một cái lô vanda về, rất là đẹp luôn, hàng đang nụ. Mà nụ này thì chắc chắn là sẽ rất là chuẩn hoa Tết luôn cho cô chú anh chị mình. Với độ bền của hoa phải tầm hơn 2 tháng nhé, hơn 1 tháng, 1 tháng, 2 tháng. Và một cái cần hoa như thế này cô chú anh chị có thể thấy rằng là phân rất là nhiều bông đúng không ạ? Rất là nhiều bông và bông hoa cực kỳ là to và đẹp luôn. Cái dòng vanda này này, hoa rất là thơm. Thì một cái chậu vanda như vậy em bao chuẩn là hàng chắc chắn rằng cô chú anh chị mình sẽ được thưởng thức những cái bông hoa Tết đẹp nhất này. Đó, và ở đây thì em đang có 5 màu sắc để cô chú anh chị mình lựa chọn. Và đảm bảo cô chú anh chị rằng là giá lẻ ở đây đang rẻ hơn như bằng giá sỉ nhá cô chú anh chị nhá. Hàng này bọn em trực nhập trực tiếp ở bên Thái về với cái lượng hàng khá là lớn, nên là không qua tay, nên là chắc chắn là giá sẽ rất là yêu thương luôn. Cô chú anh chị có thể nhìn cho em mẫu số 1 này, màu hoa vàng đẹp như vậy này cô chú anh chị này. Mặt hoa số 2 màu vàng cam ạ. Và mặt hoa số 3 là màu hồng nhá. Mặt hoa số 4 ạ là màu đỏ này cô chú anh chị này. Đó, mặt hoa nào cũng đều rất là tuyệt vời. Và màu số 5 sẽ là màu hoa đỏ đậm đà như thế này nhá. Và đồng giá cho một cái cây lan vanda khỏe, đẹp và đang nụ như vậy. Ở đây em đang để với giá một chậu lan đẹp, khỏe như thế này và đang nụ nhá. Giá chỉ có 110.000 cho một giò thôi cô chú anh chị ạ. Đó, những cái chậu vanda này em chắc chắn một điều rằng nhiều nơi khác người ta không bán dưới 130.000 cho một chậu đâu ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái cây lan cắt này à. Hàng bên em cũng bao chuẩn mặt hoa cho cô chú anh chị mình, cô chú anh chị nhé. Những cái chậu lan cắt này à mà cũng giá cũng lẻ nhưng mà rẻ ngang ngửa cái giá sỉ cho cô chú anh chị mình ạ. Một cái chậu cát mà bên em bán bao chuẩn mặt hoa. Và những cây cát khỏe như thế này về cô chú anh chị có thể trồng chăm một dạo nữa sẽ cho cô chú anh chị những cái bông hoa gọi là đẹp trọn vẹn nhất, chuẩn mặt bông cho cô chú anh chị mình. Và giá chỉ có 80.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. Có những cái bụi to đùng luôn cô chú anh chị này. Đó, có những cái mẫu hoa, bụi hoa to đùng luôn. Đây là cái màu, tùy màu sắc cô chú anh chị nhé. Tùy màu sắc, nhưng mà cái chậu nào cũng đều rất là khỏe và đẹp, đủ trưởng thành để có thể cho những cái bông hoa rất là đẹp rồi cô chú anh chị ạ. Đó, thì rất là đẹp luôn. Đồng giá chỉ có 80.000 cho một chậu thôi. Và cô chú anh chị mình có thể cùng em ngắm những cái mặt bông của dòng lan cát này để lựa chọn màu sắc cô chú anh chị nhé. Dạ, cái màu sắc hoa tím hồng lưỡi đỏ đây ạ. Đây là mặt bông thứ nhất và cái bụi nó rất là to ở đây cô chú anh chị nhé. Mặt bông thứ hai là hoa cánh trắng và họng trắng hết và cái họng vàng này. Mặt bông thứ ba là cái mặt bông hoa màu vàng và cái lưỡi đỏ này. Và mặt bông thứ tư này là xanh ngọc nhá. Xanh ngọc với cái lưỡi đỏ. Và mặt bông thứ năm là tím lưỡi đỏ mắt vàng. Đó. Có, và mặt bông thứ sáu ạ là cánh hoa màu cam môi son, vàng cam và môi son nhé cô chú anh chị nhá. Có 6 cái màu sắc như vậy để cô chú anh chị mình lựa chọn và ở đây đồng giá 80.000 cho một chậu. Bên này đây em đang có một cái lô hoàng nhạn này. Hoàng nhạn, hai cây hoàng nhạn lớn và vài nhánh cái hoàng thảo vầy rồng này nữa. Thì ở đây cả lô này em đang để giá có 70.000 thôi cô chú anh chị này. Hai cây nhạn rất là to và đẹp. Một cái lô gì đây nhỉ? Kim điệp thơm, kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm đấy ạ cô chú anh chị. Đó, xinh đẹp như thế này, em để luôn giá là 40.000 nhá cô chú anh chị nhá. Dòng hoa với độ bền hơn 2 tháng. Hương thơm, cánh hoa sáp bóng và dày cộp như bông hoa nhựa. Và bên này đây ạ, là những cây lan hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài. Cây cực kỳ là khỏe và xinh đẹp luôn. Đó, cô chú anh chị có thể nhìn cho em. Một cái chậu hồ điệp lá biên như vậy sẽ rơi vào khoảng tầm 2 cho đến 3 vòi hoa nhé cô chú anh chị nhé. Sẽ rơi vào khoảng 2 cho đến 3 vòi hoa. Một cái chậu lan xinh đẹp như vậy, khi mà hàng này thì chắc chắn là chuẩn hoa Tết luôn. Một cái chậu lan xinh đẹp như vậy, Tết đến xuân về. Với một cái chậu lan như thế này, cô chú anh chị có thể trưng trong phòng khách ạ, hay là bàn làm việc. Tạo ra một cái sắc xuân vô cùng là rực rỡ từ những cái chậu lan xinh đẹp này. Một cái dòng hoa mà kết hợp rất là hoàn hảo giữa sắc đẹp của bông hoa và thân lá. Và một cái chậu lan như thế này ạ, em đang để giá có 45.000 thôi cô chú anh chị nhé. 45.000 thôi ạ. Và đây là cái vẻ đẹp của cái dòng lan hồ điệp lá biên lá phát tài này ạ.
Với độ bền của hoa bao giờ cũng là trên 2 tháng mà cô chú anh chị nhìn thấy rồi đấy ạ. Cây đang nụ và thân lá rất là khỏe và đẹp như thế này. Đó, chắc chắn hứa hẹn cho cô chú anh chị những cái bông hoa căng và đẹp trong trong thời gian tới, đúng không ạ? Bảo tiên ạ. Cô chú anh chị nào mà chơi lan lâu chắc cả cửu bảo tiên này không lạ gì với cô chú anh chị rồi. Một cái lô hàng mà năm trước nó đã nở hoa như thế này này, cô chú anh chị đã cho những cái bông hoa rất là xinh đẹp như thế này rồi. Và một cái chậu cửu bảo tiên này này, em đang để giá có 80.000 thôi cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị có thể tham khảo giá trên thị trường ạ. Chắc chắn một điều rằng giá lẻ người ta, giá sỉ người ta cũng đã bỏ ra 80.000 rồi. Em khẳng định như vậy. Và hết cái chỗ hàng này thì em cũng không còn hàng với cái giá rẻ như vậy nữa đâu ạ. Cô chú anh chị có ý định sưu tầm cái dòng cửu bảo tiên, một cái dòng lan đáng sưu tầm như vậy thì có thể đặt hàng luôn. Một chậu chỉ có 80.000, cô chú anh chị có thể lấy giúp em hai chậu đi ạ. Thì chắc chắn cô chú anh chị có một cái dòng lan rất là tuyệt vời luôn. Còn sang bên này đây thì em đang có những cái chậu thanh đạm Indo nhé cô chú anh chị nhé. Hoa phải nói là thơm nhức mũi luôn ạ. Những cái giò thanh đạm Indo này hiện tại đang hoa và cũng có những cái giò nó đang nụ này. Ví dụ như cần hoa này còn chưa nở này cô chú anh chị này. Cái độ bền của hoa này cũng khá là bền, thoải mái cô chú anh chị mình thưởng thức hoa. Mà đặc biệt là hoa thơm vô cùng luôn ạ. Một cái chậu như thế này này cô chú anh chị, hàng đang hoa nhé cô chú anh chị nhé. Với cái hàng mà đang hoa thì em xin phép được bán với giá là 170.000. Còn những cái hàng đang nụ như vậy đấy ạ, em xin phép được bán là 180.000 cô chú anh chị nhé. Cái dòng thanh đạm Indo ạ. Với những cái bông hoa rủ dài và mềm mại và siêu thơm. Còn bên này đây thì em cũng có những cái chậu thanh đạm Indo. Và những chậu này thì nó sẽ to hơn một chút xíu này cô chú anh chị này. Hàng này thì hiện tại chưa có nhú nụ nhé cô chú anh chị nhé. Hiện tại chưa có nhú nụ mà chậu thì rất là đẹp luôn, to và đẹp như thế này. Những cái chậu này em xin phép đang bán với giá là 220.000 cho một giò. Đó thì cô chú anh chị muốn lấy cái hàng nào thì cứ báo em ạ. À, bên này đây ạ, một cái dòng lan vũ nữ, không biết là vũ nữ gì đây ạ. Mà những cái bông hoa đang chuẩn bị bung một hai bông đầu tiên, thơm nhẹ nhàng, rất là thích luôn đấy ạ. Có hai cần hoa cô chú anh chị ạ, đẹp lắm luôn. Đó, bông hoa sắc tím rất là xinh. Đó, vòi hoa thì sai chi chít như này. Em đang để cái chậu này với giá là 100.000. Em có một cái chậu này sót lại cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái cây địa lan quân tử ạ. Một cái cây lan mà vừa trồng trong nhà ấy ạ, vừa tạo không gian xanh mà lại có thể giúp thanh lọc không khí tuyệt vời. Nên là cô chú anh chị nhìn thấy là rất là nhiều nhà, kể cả những cái như là những cái hiệu làm tóc hay là những cái quán làm đẹp rất là nhiều, hoặc là những gia đình hay là những phòng trong các cái nhiều nơi, nhiều cái phòng làm việc người ta trồng cái cây quân tử này, đúng không ạ? Vừa mang tính phong thủy và vừa tạo không gian xanh mà lại thanh lọc không khí tuyệt vời. Mỗi cây lan như vậy em đang bán chỉ có 70.000 thôi nhé. Cây rất là to luôn, cô chú anh chị có thể nhìn cho em số cặp lá này. Và bên này là em còn duy nhất hai chậu sống đời thôi ạ. Cực kỳ là bền hoa mà cho mình hoa quanh năm. Hàng sẵn trong chậu nhựa xinh đẹp như thế này rồi đấy cô chú anh chị này. Đó. Và một cái chậu như vậy em đang để giá có 40.000 thôi ạ. Trưng trong phòng khách hay là bàn làm việc thì quá yêu đúng không ạ? Sang bên này đây ạ. Những cái mặt bông dendro mà em nghĩ rằng là bất cứ một anh chị nào chơi dòng dendro ạ đều muốn săn tìm và muốn rước các em ấy về ạ. Mặt bông dendro chớp tím đỏ nhá cô chú anh chị nhá. Rất là đẹp, trước đây mỗi một thân tiền triệu nhá cô chú anh chị. Mặt bông tuyệt vời như thế này này cô chú anh chị này. Đây ạ. Đẹp vô cùng luôn. Và cô chú anh chị có thể tham khảo giá trên thị trường cũng trong năm nay thôi, một chậu có 2 ki như thế này. Đó, người ta bán đến 400.000 đúng không ạ? Hàng bên em bao chuẩn mặt bông cây giống cho cô chú anh chị mình luôn, chắc chắn rằng cô chú anh chị có thể sưu tầm với cái giá rất là vừa phải ở cây này này. Đó, cô chú anh chị có thể nào thích có thể lấy luôn cả cái cây này này. Về luôn, sổ hoa luôn cô chú anh chị nhé. Hàng này chuẩn ươm nhé, cắt từ thân cây mẹ. Đó, chuẩn hoa, chuẩn cây giống. Giá đêm đang để một chậu như vậy rơi 3 thân ạ. Và chỉ có 350.000 cho một chậu thôi. Đó, đó là dòng dendro chớp tím nhé. Dendro chớp tím xưa, mặt ba hoa rất là đẹp như thế này. Còn bên này đây sẽ là cái dòng dendro chớp bịp. Mà anh chị chơi lan thì biết rồi ạ. Vô cùng thơm đúng không ạ? Thơm nhức mũi luôn ạ. Và cực kỳ là bền hoa. Đó là những cái ưu điểm vô cùng tuyệt vời của cái dòng dendro. Nói chung là đủ những cái tiêu chí là đẹp, bền, thơm. Cô chú anh chị mình sưu tầm. Một cái chậu dendro chớp bịp này,
siêu thơm vô cùng, chậu đang nụ đang hoa và cũng rơi vào khoảng tầm 3 thân như thế này mà nó cho mình hoa quanh năm luôn, đó là cái điều tuyệt vời của dòng Dendro này này. Và giá ở đây em đang bán với giá chỉ có 160.000 cho một cái chậu thôi, Dendro chớp bịp, tất cả là đều đang nụ nhá cô chú anh chị nhá. Tất cả đều đang nụ rất là đẹp như thế này, và những cái nụ này thì thoải mái cô chú anh chị mình chơi hoa ít nhất là 1 tháng cô chú anh chị ạ. Đây ạ. Tại vì là nó vừa nở những cái bông hoa đầu tiên ở bên dưới chân thôi. Bên trên này còn đang rất nhiều nụ như thế này, chậu nào cũng như vậy nhá. Hoàng thảo kèn ạ. Những cái chậu kèn thuần với những cái thân căng mướt đẹp như thế này này, hết lô này chắc là không có hàng này nữa đâu cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị nào muốn ngay có ngay những cái chậu kèn thuần để được ngắm những cái bông hoa căng và đẹp nhất thì cô chú anh chị có thể đặt hàng. Giá chỉ có 90.000 cho một cái chậu kèn như vậy thôi nhá. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu cây này chắc là hoa đỏ rồi. Cây này là cây củ tiên ông nhé cô chú anh chị. Những cái cây tiên ông cô chú anh chị về trồng 1 đến 2 tháng có thể cho những cái bông hoa thơm rất là đẹp. Cô chú anh chị về có thể trồng bằng phương pháp thủy canh. Đấy, trồng bằng phương pháp thủy canh hoặc là cô chú anh chị trồng đất đều được ạ. Hoa của nó rất là thơm. Và một cái chậu như thế này này, em đang để giá có 25.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị. Nó trồng bằng phương pháp thủy canh ấy. Hoa cực kỳ là thơm và nó sẽ ra khi mà nó nở hoa ấy, vừa tạo ra cái sự kết hợp hài hòa giữa cái bộ rễ trắng và những cái bông hoa sắc màu rất là đẹp. Cây thì rất là đảm bảo luôn cô chú anh chị. Hôm nay về một lô, em về một lô chuỗi ngọc mới nhá cô chú anh chị nhá. Thân rất là đẹp luôn ạ. Đó, cái lô hàng này về thì không có điểm nào để mà chê được luôn ấy cô chú anh chị. Hàng này thì chắc là em nghĩ rằng thậm chí nó có thể nở hoa thời điểm Tết, bởi vì em thấy là có những cái cây đã bắt đầu là nhú nụ rồi. Đó, đây này cô chú anh chị này, sưng hết mắt nụ như thế này rồi. Với chậu lan mà nó không phải chỉ đẹp hoa đâu ạ. Không phải chỉ đẹp thân đâu ạ. Mà còn rất là đẹp ở ngay cả những cái thân của nó như thế này. Một chậu như vậy rơi vào 6, 7, 8 thân hoa trở lên nhá cô chú anh chị nhá. Rất là đẹp cái lô hàng hôm nay về. Một cái lô hàng mới về và rất là nhiều chậu đẹp luôn. Một cái chậu chuỗi ngọc như vậy em đang để giá có 160.000 thôi ạ. Chắc chắn rằng là sẽ làm cho cô chú anh chị vô cùng hài lòng. Từ sắc đẹp của bông hoa, độ bền cũng như là cái độ thơm của dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc này là những cái giò lan thuần rồi ạ. Về cô chú anh chị vì chỉ việc thưởng thức những bông hoa tuyệt vời của nó thôi ạ. Còn sang bên này đây sẽ là những cái chậu giả hạc Pháp này. Với những cái thân thuôn dài và mềm mại đẹp như thế này này cô chú anh chị. Dòng giả hạc Pháp thì với bản thân em, chơi giả hạc Pháp này không chỉ với cái vẻ đẹp của hoa mà cái thân của nó mềm mại, thuôn dài, rất là thích luôn ạ. Mặt hoa giả hạc Pháp này cô chú anh chị sai hoa từ gốc đến ngọn luôn, rất là đẹp như thế này đấy ạ. Và một cái chậu giả hạc Pháp như thế này cô chú anh chị nhìn cho em khoảng 2, 4, 6, 8, 10 thân đúng không ạ. Trên dưới đâu đây là chục thân đẹp như thế này này. Hàng cũng là hàng chủ về hoa Tết, rất là đẹp như vậy, với giá chỉ có 130.000 cho một chậu thôi. Và sang bên này đây còn duy nhất một cái chậu giả Hawaii thôi cô chú anh chị. Duy nhất một cái chậu giả Hawaii thôi, riêng Hawaii chỉ cần 1-2 bông nở thôi là thơm khắp phố ạ. Chậu Hawaii này duy nhất này em đang để với giá là bao nhiêu nhỉ? Hàng đang rụng hết lá rồi, chuẩn bị xuống lá rồi. Em đang để giá 120.000 cho chậu Hawaii này đi. Cô chú anh chị nào đang cần tìm đến dòng kiều tím ạ, mà chuẩn hoa nhé cô chú anh chị, không làm cô chú anh chị mình là thất vọng là bởi vì sao mà mình mua kiều tím mà hoa của nó lại không phải kiều tím mà nó lại ra nhạt màu như vậy ạ. Thì đây sẽ là một cái lựa chọn tuyệt vời cho cô chú anh chị đây. Mặt bông kiều tím Thái đấy ạ. Rất là đẹp như thế này nhá cô chú anh chị nhá. Riêng một cái chậu như thế này nó rất là nhiều thân rồi, nên là khi mà nở hoa chắc chắn cực đẹp luôn. Đó, mặt bông. Giá ở đây chỉ có 170.000 ạ. 170.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhá. Và tiếp sang bên này đây thì em đang có hai cái chậu ngọc nữ sum suê như thế này này cô chú anh chị. Mỗi một chậu ngọc nữ này em đang để giá là 160.000 cho một chậu ạ. Và bên này sẽ là hai chậu kiều lộc bắc, bình thường giá cũng là 180.000 ạ. Hiện tại em đang để giá 150.000, em còn đang còn hai chậu duy nhất này em muốn bán nốt này cô chú anh chị. Và đây ạ là một cái chậu trầm cổ rất là nhiều thân, hay còn gọi là trầm than củi ạ. Giá bao rẻ cho cô chú anh chị nào có duyên gặp chậu này. Giá 110.000 cho một chậu nhé cô chú anh chị nhé. Thiên cung lữ bố ạ, hàng em cũng bảo hành chuẩn mặt bông cây giống với sắc hoa xinh đẹp. Và chuẩn mặt bông như thế này cho cô chú anh chị mình. Giá đây một cái chậu này, cái chậu duy nhất này đâu nhỉ, cũng chắc khoảng tầm chục thân cô chú anh chị ạ. Em đang để cái giá chậu này với giá là 80.000 đi cho cô chú anh chị nào sưu tầm làm giống nhé. Một cái mặt bông đáng sưu tầm đúng không ạ. Đó, chuẩn hoa như vậy.
Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu giả hạc chớp Mỹ. Hàng này thì đang nhú nụ hết rồi đấy cô chú anh chị. Về không cần phải kích gì nữa đâu ạ. Và cũng không cần phải không chắc chắn một điều cô chú anh chị sẽ có những giò lan đẹp để mà thưởng thức hoa Tết chớp Mỹ đây cô chú anh chị. Bông hoa chớp Mỹ, cánh hoa bầu và cánh hoa tím chớp đẹp, cũng như là sai bông và hoa của dòng chớp Mỹ này. Các anh chị nào đã từng thưởng thức hoa rồi thì biết ạ, cực kỳ là thơm đúng không ạ? Cực kỳ là thơm đây cô chú anh chị nhìn này. Những cái thân chớp Mỹ này, bây giờ đang mới có những cái thân nó đang bắt đầu là nhú nụ như thế này thôi này cô chú anh chị này. Đó, nên là cô chú anh chị vận chuyển đóng gói về đến tay cô chú anh chị thì chắc chắn là sẽ chưa có ảnh hưởng nụ đâu cô chú anh chị. Đa số đây, những cái chậu như thế này bắt đầu mới chuẩn bị là nứt nụ lên thôi ạ. Đó, nên là nếu mà cô chú anh chị nào mà có ý định chơi chớp Mỹ này hoàng vào những ngày Tết ạ, đẹp, độc đáo, tuyệt vời mà cực thơm thì cô chú anh chị sưu tầm cho em ạ. Hình này em gọi là cái hình số 31 này, chậu 2 thân. À, đang nhú nụ như này giá có 100.000 thôi ạ. Chậu số 32, chậu này rơi vào 2 này, 4 này, 6 thân nhé cô chú anh chị nhé. Và chậu 32 này thì nó bị lỗi cái đầu ngọn một chút xíu. Ồ, bị lỗi cái đầu ngọn một chút xíu á. Đây vẫn dài rất là đẹp, em xin phép để giá là 150.000 đi cô chú anh chị nhé. Hình 33, chậu này 3 thân đẹp. 3 thân này, nụ chi chít luôn cô chú anh chị. Trời ơi, quá là đẹp luôn ạ. Chậu 3 thân này em đang để giá là 110.000 nhé cô chú anh chị nhé. 34 150.000 cho chậu này. 4 thân mỗi một thân dài trên 50 cm và 35 ạ. Nói chung là cái hàng này thì có những cái chậu nó đã nhú nụ rồi và có những cái chậu nó chưa nhú nụ ạ. Nhưng mà cô chú anh chị mình yên tâm nhé. Cứ đến lúc là cây sẽ nở hoa thôi ạ. Cô chú anh chị cứ chờ đợi giúp em, những cái chậu này sẽ là những cái chậu hoa mà mình chơi hoa trọn vẹn nhất. Chậu tiếp theo 4 thân mập nú, quá mê luôn ạ. Chậu số 35 ạ, 160.000 cho chậu này. Và chậu số 36, chậu 2 thân, đẹp mộng mơ cô chú anh chị. Chớp Mỹ mà thân to đùng như cái ngón tay cái luôn ạ. Dài đến có 2 thân thôi, một thân này có lẽ dài cả mét luôn ạ. 110.000 cho chậu này. Và sang hình tiếp theo 37, 150.000, 4 thân. Và hình số 38 là chậu 2 thân ạ. Cũng đang nụ chi chít luôn cô chú anh chị, thân to đùng luôn ạ, 110.000. Và chậu tiếp theo 39 ạ, cũng là chậu 2 thân với giá cũng 110.000, đang nhú nụ hết rồi cô chú anh chị. Và chậu tiếp theo sẽ là 40 ạ. 40 có 2 này, 4, 2, 2, 4, 6, 7 thân á. 2, 4, 6, 7 thân tất cả cô chú anh chị, 160.000 cho chậu này. Và sang hình tiếp theo là hình số 41 ạ. 41 này, 2, 4, 6 thân. Đó, 160.000 cho chậu này. Chậu 42 cũng là 160.000 cô chú anh chị. Đây ạ, xinh chưa? Nụ này. Đó, nụ mọc cả hai bên hết đấy cô chú anh chị, nên là khi mà nở hoa thì sai lắm, nhìn rất là thích luôn. Chậu 42 cũng là 160.000 cho chậu này nhá. Đây ạ, là chậu trầm rồng đỏ số 30, 2 thân đẹp mê ạ. Chậu này là tổng 3 thân nhá cô chú anh chị nhá, đang bắt đầu chuẩn bị là nứt mắt nụ rồi. Cũng là một cái dòng lan mà nở hoa thời điểm Tết. Chậu trầm rồng đỏ thì em không phải, chắc không phải quảng cáo nhiều, quá nổi tiếng luôn rồi. 3 thân, trong đó có 2 thân dài đến cả mét. 120.000 cho cái chậu trầm rồng đỏ này cô chú anh chị nhá. Trước đây một cái thân như thế này chắc không rơi dưới 300.000. Đấy, bây giờ cả một cái chậu như thế này giá có 120.000 thôi ạ. Và tiếp theo sẽ là chậu số 29, đi ngược một chút xíu 29, cái chậu này là chậu 3 thân với 4 thân luôn ạ, 110.000 thôi, mập nú luôn. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái chậu số 28 này, dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng. Cô chú anh chị thấy ạ, hàng trồng thuần sẵn như thế này rồi, về cô chú anh chị treo lên để nó quen với cái thổ nhưỡng của chỗ mình nhá. Và chậu 28 này với giá 170.000. Và chậu số 27 cũng 170.000 ạ. Và chậu số 26 cũng là 170.000. Và chậu tiếp theo sẽ là 25, 170.000. Và 24 cũng là 170.000 ạ. Và tiếp theo sẽ là chậu số 23 cũng là 170.000 này. Đẹp chưa cô chú anh chị? Tuyệt vời luôn. Bên này đây sẽ là một chậu cẩm báo duy nhất thôi. Chi chít là nhụ này. À, chi chít là mầm, dễ, đẹp như vậy. Giá ở đây đang để là 100.000 cho chậu cẩm báo này nhé. Và bên này đây ạ, một cái giò đen rô úc mắt đen cô chú anh chị. Chi chít là nụ luôn. Em chưa từng thấy một cái chậu đen rô úc mắt đen nào mà sai nụ như thế này ạ. Đẹp lắm luôn đấy cô chú anh chị. Đây này. Ồ, chắc chắn là sau này nở hoa là rất là xuất sắc luôn. Cái chậu này 180.000 cô chú anh chị nhé. Rất là nhiều thân hoa. Đó, đang chi chít là nụ.
180.000 cho chậu này. Chậu này bên này gọi là chậu số 2, em cũng bán là 180.000, cũng đang nhú nụ hết rồi. Sai chưa? Cô chú anh chị nhìn này. Đó, cực kỳ là sai nụ luôn, cô chú anh chị ạ. Hàng này chắc là sẽ rất là chuẩn hoa Tết luôn. Chậu này 160. Và bên này đây ạ, là những cái đặc sản của vùng miền Cao Bằng đây cô chú anh chị. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái món lạp sườn. Cô chú anh chị nào đã từng thưởng thức rồi thì biết ạ. Cứ vào mùa đông thì cái chỗ nhà em thường sẽ làm lạp sườn, bởi vì cái mùa này thì làm lạp sườn nó mới đảm bảo về cái chất lượng. Tức là mình cái thời tiết hanh khô và lạnh nên là cái thời tiết đấy mới có thể phơi lạp sườn được đảm bảo nhất. Và cái lạp sườn bên em thì hun bằng bã của cây mía nên là vàng và rất là thơm ngon. Tự tay nhà em chọn nguyên liệu. Hôm nay em quên mất lại không nhớ mang cái lạp sườn lên rồi. Em đang bán 1kg là 250.000 cô chú anh chị nhé. Đóng gói hút chân không, túi nửa kg là túi nửa kg là 130.000 cô chú anh chị lấy nửa kg nhé. Còn lấy cả kg là hai túi thì sẽ là 250.000. Còn bên này đây sẽ là chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng này. Với giá ở đây em đang để là 170.000 cho một túi nhé chú anh chị nhé. Chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng ở đây là trồng ở vùng núi Phe Đén, với cái độ cao trên 1.000m² và quanh năm sương mù bao phủ. Một cái chè vùng nơi mà có cái vùng chè sạch cũng như là có cái độ thơm ngon cực kỳ là đặc biệt luôn đấy ạ. Còn bên này đây thì em đang có chè dây. Cái túi chè dây như vậy em đóng gói là nửa kg. Túi nửa kg này em đang để giá là 50.000 thôi cô chú anh chị nhé. Tiếp sang bên này sẽ là những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan ạ. Vỏ thông em bán đủ size luôn, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn, đồng giá 20.000 cho kg. Và rêu rừng 50.000 cho 1 kg. Duy xanh ạ, 50.000 ạ. Atonic 12.000 cho một gói này. Và Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho 1 cặp nhé. Dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ. Super thai hormone tăng trưởng 5.000 cho một lọ. Và bên này đây thì em có liền da Mỹ Tiến với giá là 40.000 cho một lọ. Liền da sẹo đen với giá là 50.000 cho một lọ. B1 Thái với giá là 40.000 cho một lọ. Ba loại phân bón siêu da dễ N3M 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000. Và ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ. Kinbun đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói. Và Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm ạ, 15.000 một túi này. Và bên này đây thì em đang có phân bón trùn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 một túi nhé, là 1kg ạ. Thì một cái phân bón phải nói là hoàn hảo, bởi ngoài phân trâu thì còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa, nên là cung cấp giá trị dinh dưỡng tối ưu và hạn chế nấm bệnh tuyệt vời luôn. Và bên này thì em vẫn có sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Lọ như vậy em đang để giá 40.000, cô chú anh chị biết rồi ạ. Từ những cánh hoa hồi thì người ta có thể cho vào món ăn, tạo hương vị, tạo độ ngọt và cực kỳ là tốt đối với sức khỏe đúng không ạ? Và một cái lọ tinh dầu hồi như vậy thì được chiết xuất từ những cánh hoa hồi chắc chắn sẽ đem đến cho cô chú anh chị rất là nhiều những cái công dụng dược liệu tuyệt vời. Đặc biệt cái mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời, giảm đau rất là hiệu quả luôn đấy ạ. Rồi ạ, em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị mình tất cả những cái mặt hàng mà hôm nay bên em đang có ạ. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Em xin phép được dừng clip ở đây ạ.